Ukraine tuyên bố bắn rơi cường kích bom hiện đại nhất của Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi một cường kích bom Su-34 hiện đại của không quân Nga. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 3 tháng 3 tuyên bố, một cường kích bom Su-34 của quân đội Nga đã bị lực lượng phòng không nước này bắn rơi tại khu vực Nikopol. Theo một số nguồn tin, máy bay rơi gần thành phố Anakievo sau khi trở về từ một phi vụ chiến đấu ở gần khu vực được Nga kiểm soát tại Donetsk. Khi bị bắn hạ, máy bay của Nga do hai phi công điều khiển và một trong số họ đã thiệt mạng. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cường kích bom của Nga đã bốc cháy dữ dội trước khi lao xuống mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Tại Ukraine, các máy bay Su-34 đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công các mục tiêu trên mặt đất của quân đội Ukraine, cũng như tạo ra ưu thế áp đảo về hỏa lực trên không cho các lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đăng tải các video máy bay ném bom Su-34 thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các bunker, kho vũ khí và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine. Được thiết kế với vai trò của một máy bay cường kích có thể mang theo 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác trên 4.000 km. Thú mỏ vịt Su-34 là một trong những máy bay cường kích hàng đầu thế giới và là cường kích bom hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga. Ngoài ra, cường kích này cũng sở hữu một khả năng không chiến không thể xem thường. Các máy bay Su-34 của Nga thường được trang bị Khibini, một hệ thống tác chiến điện tử trên không. Một máy bay chiến đấu với hệ thống Khibini trên bờ mạch có thể dễ dàng tàng hình chiếc radar của đối phương. Trường vô tuyến điện tử bảo vệ mà hệ thống này tạo ra xung quanh máy bay được cho là sẽ làm tên lửa của đối phương trên mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống Khibini còn có thể giúp kiểm soát hệ thống khí tài trên máy bay Su-34, tạo mồi như gây nhiễu và phá vỡ hệ thống phòng không nhiều lớp của đối phương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 5 năm 2022 tiết lộ, các hệ thống tác chiến Khibini trên tiêm kích Su-34 sẽ được nâng cấp lại dựa trên kinh nghiệm thực tế thu được từ hoạt động tác chiến tại Ukraine. Hệ thống tác chiến điện tử Khibini sẽ được nâng cấp để tăng cường khả năng hoạt động độc lập của tiêm kích bom Su-34. Vai trò của phi công sẽ được tối giản sau lần nâng cấp này, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu bất ngờ đến Ukraine. Theo Reuters, ngày 4 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine. Cũng theo Reuters, đây là một trong những chuyến đi hiếm hoi đến Ukraine của Đại tướng Sergei Shoigu kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga hiếm khi đến thăm các đơn vị đang được triển khai ở Ukraine, Reuters đưa tin. Còn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga trên Telegram cho biết, Bộ trưởng Shoigu ngày 4 tháng 3 đã có chuyến thị sát đến sở chỉ huy tiền phương của một đơn vị thuộc quân khu phía đông. Trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ông Shoigu trong chuyến đi đến Ukraine đã trao huân chương cho một số sĩ quan, binh sĩ Nga thuộc quân khu phía đông. Ngoài ra, ông cũng nghe Đại tướng Rostam Muradov, tư lệnh quân khu phía đông báo cáo về tình hình chiến sự ở Donetsk. Phát biểu trong chuyến thị sát, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga sẽ hỗ trợ hơn nữa cho các lực lượng tham gia hoạt động quân sự ở Ukraine. Trước đó, vào ngày 3 tháng 3, lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, về lý thuyết, các lực lượng Nga ở Donetsk đã bao vây hoàn toàn thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Reuters đưa tin. Trong một đoạn video dường như được quay ở ngoại ô thành phố, lãnh đạo nhóm Wagner đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố thành phố chủ chốt ở Donbass đã bị bao vây và hiện chỉ còn một con đường duy nhất để ra khỏi thành phố. Gọng kìm đang đóng lại, ông Prigozhin thông báo. Người đứng đầu Wagner cũng kêu gọi Tổng thống Zelensky cho phép lực lượng Ukraine rời khỏi thành phố. Bakhmut nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine. Nếu kiểm soát được thành phố này, Moscow sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở đây và cho phép họ mở rộng tiến công đến các thành phố khác ở Donetsk, vẫn do Ukraine nắm giữ. Tổng thống Zelensky thừa nhận binh sĩ Ukraine thiếu vũ khí và đạn dược. Hôm 3 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này thiếu vũ khí và đạn dược để chiến đấu. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các lực lượng vũ trang Ukraine đang bị thiếu hụt pháo binh, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng, đồng thời kêu gọi phương Tây đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Pháo binh là thứ chúng tôi cần số 1, chúng tôi cần hệ thống pháo và đạn dược, đạn pháo với số lượng lớn, ông Zelensky nói. Ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine cần pháo binh không phải để tấn công lãnh thổ Nga mà để giành lại các khu vực thuộc về nước này. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho hay Ukraine thiếu hụt máy bay chiến đấu cũng như xe tăng cho lực lượng Ukraine. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã được huấn luyện, tuy nhiên vẫn có một số thiếu hụt nhất định, ông Zelensky nói. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc làm thế nào để đẩy nhanh các chuyến hàng vũ khí tới Kiev, ông Zelensky cho rằng các quốc gia cần phải công khai về vũ khí cung cấp cho Kiev. Các quốc gia giúp đỡ chúng tôi có thể công khai hỗ trợ vận chuyển nhiều loại vũ khí khác nhau, không còn bí mật về loại vũ khí Ukraine có, ông Zelensky nói. Thiếu hụt đạn dược có thể là vấn đề khó khăn nhất đối với các lực lượng Ukraine khi họ chuẩn bị cho cuộc phản công sau mùa đông. Trong bối cảnh kho đạn dược của quân đội Ukraine đang bị giảm đến nhanh chóng, các nước NATO đã liên tục cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev để giúp đẩy lùi lực lượng Moscow.
Một quan chức NATO nói rằng các kho dự trữ đạn dược của họ không đáp ứng được tốc độ sử dụng hiện tại của Ukraine. Ngoài ra, theo một nhà ngoại giao, nếu cả châu Âu tham gia vào việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột, một số quốc gia sẽ hết đạn dược trong vài ngày tới. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Cuộc đấu khẩu phơi bày lục đục giữa Wagner và quân đội Nga. Lãnh đạo Wagner công khai chỉ trích lãnh đạo quân đội Nga phản quốc, cho thấy mâu thuẫn giữa các lực lượng đang tham chiến tại Ukraine. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ngày 22 tháng 2 đã đăng ảnh thi thể hàng chục tay súng của công ty thiệt mạng chỉ trong một ngày tham chiến ở Ukraine vì đói đạn, đồng thời đổ lỗi cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ? Đó là những người đáng lẽ phải giải quyết vấn đề, cung cấp đủ đạn dược cho chúng tôi, Prigozhin nói. Thêm rằng, thương vong của Wagner lại sẽ ít hơn 5 lần nếu được cung cấp đầy đủ đạn. Những lời chỉ trích của ông Prigozhin đối lập với hình ảnh Nga đoàn kết chống kẻ thù chung mà Tổng thống Vladimir Putin xây dựng, cũng như phần nào cho thấy lục đục, mâu thuẫn trong các lực lượng Nga đang tham chiến ở Ukraine, theo giới quan sát. Ông Prigozhin, người từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh Tổng thống Vladimir Putin, thành lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner năm 2014. Khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, tập đoàn Wagner ban đầu cử một số tay súng tới đây thực hiện những nhiệm vụ nhỏ lẻ, khác xa hoạt động chiến đấu của lực lượng chính quy Nga. Nhưng khi quân đội Nga hứng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch phản công của Ukraine, Wagner dần nâng cao vị thế của mình trên chiến trường. Tình báo phương Tây nhận định, ông Prigozhin đã điều ít nhất 50.000 thành viên Wagner tham chiến và đạt được một số bước tiến xung quanh pháo đài Bakhmut, khiến ông trở thành người có ảnh hưởng lớn trên chính trường Nga. Các tay súng Wagner từng được coi là lực lượng chủ lực trong mũi tiến công Bakhmut và các thành phố lân cận khi Nga lâm vào cảnh thiếu nhân lực. Tuy nhiên, sau khi quân đội Nga huy động hơn 300.000 quân dự bị để điều đến chiến trường và sửa thay thế vai trò lính đánh thuê, vị thế của Wagner suy giảm nhanh chóng. Trong đoạn ghi âm công bố ngày 20 tháng 2, Prigozhin than thở rằng các tướng hậu cần Nga không đáp ứng yêu cầu cung cấp đạn cho Wagner vì thù hằn với cá nhân ông. Tất cả đều chỉ tay lên trên và nói, ông có quan hệ phức tạp với thượng cấp của chúng tôi, ông phải tới xin lỗi và tuân lệnh họ. Sau đó lính của ông sẽ nhận được đạn, Prigozhin kể. Nhưng tình hình dường như không được cải thiện. Một ngày sau, Prigozhin tung ra những lời công kích gay gắt chưa từng thấy, nhắm trực diện vào Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Gerasimov. Đây đơn giản là hành động đối đầu trực tiếp, ông Trùng Wagner nói trong tin nhắn thoại đang trên Telegram hôm 21 tháng 2. Điều đó có thể được xem như một tội phản quốc. Bằng giọng giận dữ, Prigozhin cáo buộc hai lãnh đạo cấp cao nhất của Bộ Quốc phòng Nga cố tình khiến nhóm Wagner thiếu đạn dược, gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng của ông đang chiến đấu ở Bakhmut. Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng không chỉ chặn nguồn cung đạn dược cho Wagner mà còn không giúp chúng tôi vận chuyển đạn dược bằng đường không, ông nói. Ông nhiều tháng qua cũng chỉ trích các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga bất tài. Thành viên đơn vị pháo binh của Wagner tuần trước cho biết họ đang thiếu trầm trọng đạn cho lựu pháo D1 cỡ nòng 152mm, đạn 100mm cho pháo chống tăng MT-12, đạn 125mm của xe tăng T-72 và đạn cối 120mm. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng bác thông tin chặn nguồn cung đạn cho lực lượng tiền tuyến, trong đó có các đơn vị Wagner, gọi đây là cáo buộc sai sự thật. Những nỗ lực nhằm chia rẽ cơ chế hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc lực lượng Nga sẽ là phản tác dụng, cũng như chỉ có lợi cho kẻ thù, cơ quan này khẳng định. Prigozhin hôm nay thông báo, sau khi các quan chức cấp cao gây áp lực và đưa ra quyết định, các tài liệu cung cấp đạn cho Wagner đã được ký duyệt. Ông không nêu rõ quan chức nào đã can thiệp vào vấn đề này. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, trong một năm chiến sự tại Ukraine, một số rạn nứt đã xuất hiện trong đội ngũ quan chức cấp cao Nga, nhưng chưa bất đồng nào dữ dội như chỉ trích mà ông Prigozhin nhắm vào lãnh đạo quân đội. Trong đoạn ghi âm ngày 21 tháng 2, Prigozhin nói các tay súng Wagner đang chết vì một số người xa lạ quyết định rằng họ được sống hay không. Một ngày sau đó, ông đưa ra thông điệp trực diện hơn. Đáng lẽ ông Gerasimov hoặc ông Shoigu phải ký lệnh, nhưng cả hai đều không muốn ra quyết định. Theo bình luận viên Mary Ilusina của Washington Post, những tuyên bố gay gắt của Prigozhin cho thấy nỗi tuyệt vọng của ông Trùng Wagner sau khi lực lượng lính đánh thuê hứng chịu tổn thất lớn cho các bước tiến công trên chiến trường Bakhmut và Soledad, nơi Wagner giữ vai trò chủ công đều được ví như những cối xay thịt ở miền đông Ukraine. Trước tổn thất trong giao tranh, ông Prigozhin dường như không thể bổ sung nhân sự dễ dàng như năm ngoái. Hồi giữa tháng 2, ông thừa nhận không thể tuyển mộ thêm tù nhân Nga vào hàng ngũ Wagner. Tatiana Stanoya, chuyên gia thuật sĩ Carnegie về hòa bình quốc tế, nhận định những lời lẽ gay gắt của Prigozhin còn là nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống Putin, người có thể tác động tới các chỉ huy quân đội. Kể từ khi tướng Gerasimov được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy chiến dịch tại Ukraine, mọi vấn đề của Wagner dường như đều phải được can thiệp bằng tác động chính trị. Ông Prigozhin không có quyền tiếp cận ông Putin để giải quyết vấn đề với quân đội Nga, chuyên gia Stanoya nói. Nhưng khi Tổng thống Putin vẫn có thể duy trì sự cân bằng giữa các nhóm, Wagner và ông Prigozhin sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Ukraine thừa nhận trả giá ngày càng đắt để giữ Bakhmut. Chỉ huy Ukraine tuyên bố lực lượng phòng thủ Bakhmut vẫn trụ vững trước các đợt tấn công của Nga
song phải trả giá ngày càng đắt. Đối phương đẩy mạnh tấn công trong ngày qua với mục tiêu phá hủy thành phố và tiêu diệt những sinh mạng còn lại tại đây. Đại tá Zuligaga, chỉ huy lữ đoàn số 28 Ukraine ngày 1 tháng 3 cho biết. Đại tá nhận định lực lượng Nga đang tìm cách tiến dọc bên sườn Bakhmut để bảo vệ thành phố, chặn những tuyến đường chuyển quân và nhu yếu phẩm cần thiết. Các đơn vị Ukraine đang cố thủ tại phía bắc Bakhmut để ngăn lực lượng Nga bao vây thành phố. Các trận giao tranh diễn ra ở bắc Bakhmut cũng như trên đường phố ở vùng ngoại ô phía đông, bắc, nam và tây nam. Một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn số 93 cho biết họ đã bóc nghẹt đối phương một chút. Tình hình yên tĩnh hơn một chút, các trận đấu súng vẫn diễn ra ở ngoại ô. Binh sĩ này cho biết, chúng tôi vẫn trụ tại Bakhmut, chưa ai định rút lui. Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine. Trước đó, lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner, Yevgeny Prigozhin nhận định, lực lượng Ukraine chưa có ý định rút khỏi Bakhmut, thay vào đó chuyển thêm lực lượng dự bị và dồn toàn sức để giữ thành phố. Hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine chống trả quyết liệt, thương vong trong các cuộc giao tranh gia tăng mỗi ngày, ông Prigozhin cho biết. Trong khi đó, hôm 28 tháng 2, Alexander Rodnyansky, cố vấn tổng thống Ukraine nói, quân đội Ukraine sẽ cân nhắc tất cả lựa chọn, trong đó có rút lui chiến lược khỏi thành phố Bakhmut để tránh tổn thất vô ích. Nếu chúng tôi rút lui, điều đó không đồng nghĩa lực lượng Nga có thể tiến rất nhanh sau đó, ông Rodnyansky nói. Đừng nhầm lẫn, các cuộc phản công của chúng tôi sẽ sớm diễn ra. Chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Bakhmut được coi là đầu mối giao thông quan trọng, tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công các thành phố quan trọng khác ở vùng Donetsk. Chiến thuật giúp Ukraine đối phó xe tăng Nga ở Ukraine. Các tổ diệt tăng Ukraine bố trí trận địa, phục kích đoàn tăng thiết giáp Nga tấn công Ukraine, sau đó dùng tên lửa và pháo tấn công. Quân đội Nga đang dồn sức tấn công Ukraine, một trong những thành phố trọng yếu ở miền đông Ukraine mà họ đã tìm cách vây ép nhiều tháng qua. Các quan chức quân đội Ukraine cho biết, trong 3 tuần gần đây, Nga đã tung vào mặt trận Ukraine rất nhiều xe tăng, thiết giáp nhằm tận dụng ưu thế cơ động và hỏa lực cao để nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây cho rằng, trong trận chiến này, Nga đã mắc sai lầm tương tự giai đoạn đầu chiến sự. Đó là tiến quân vào phục kích của Ukraine khiến họ mất hàng trăm xe tăng và thiết giáp. Khi tấn công Ukraine, xe tăng và thiết giáp Nga thường di chuyển theo hàng dọc, trong khi lực lượng Ukraine cơ động phòng thủ, khai hỏa từ xa hoặc tại nơi ẩn nấp khi đối phương tiến vào trận địa phục kích của họ. Trung sĩ Atom Gnaikisky, thành viên đơn vị Ukraine phòng thủ Ukraine cho biết, họ nghiên cứu những tuyến đường mà lực lượng Nga thường sử dụng, sau đó triển khai các đội phục kích đón lõng đối phương. Trung úy Vladislav Bayak, phó chỉ huy tiểu đoàn cơ sở số 1 thuộc lữ đoàn 72 Ukraine cho hay, phục kích là chiến thuật đặc trưng của Ukraine từ ngày đầu chiến thuật, nhằm đối phó với các đoàn xe tăng, thiết giáp Nga. Họ tiếp tục phát huy hiệu quả chiến thuật này khi phòng thủ Ukraine. Trong hầm ngầm tại Ukraine, đơn vị của Trung úy Bayak sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ, phát hiện khoảng 15 xe tăng và thiết giáp chở quân Nga áp sát. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra, Trung úy Bayak nói. Chỉ huy chỉ cần phát lệnh khai hỏa qua bộ đàm. Theo chiến thuật phục kích, các tổ diệt tăng của Ukraine nấp trong hàng cây dọc cánh đồng, mang theo tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin của Mỹ và Stukna B. Các khẩu đội pháo binh Ukraine được bố trí ở xa hơn, sẵn sàng yểm trợ hỏa lực. Binh sĩ Ukraine còn cài mìn chống tăng trên cánh đồng xung quanh thành phố, chỉ chừa lại một con đường để dụ lực lượng Nga tiến vào phục kích, đồng thời ngăn họ rút lui khi rơi vào bẫy. Trung úy Bayak nói, đoàn xe tăng trở nên dễ tổn thương nhất sau khi những phát tên lửa chống tăng đầu tiên được khai hỏa. Lái xe tăng Nga cố gắng tấp xe vào lề đường để quay đầu, khu vực vốn được cài đầy mìn trước đó. Những chiếc xe tăng hoặc thiết giáp, chúng mìn trở thành chướng ngại vật làm chậm hoặc cản trở đoàn xe. Binh sĩ Ukraine tiếp tục phóng tên lửa Javelin, phá hủy thêm tăng thiết giáp hoặc hạ quân nhân đối phương đang trèo ra khỏi xe. Đó cũng là lúc pháo binh Ukraine được lệnh khai hỏa. Ngoài lựu pháo M777 của Mỹ và Kesa do Pháp sản xuất, các tổ diệt tăng Ukraine ở Ukraine cũng yêu cầu phóng vật lực HIMARS yểm trợ hỏa lực. Ukraine thường sử dụng HIMARS tập kích mục tiêu cố định như kho đạn hoặc doanh trại. Song vũ khí này cũng phát huy hiệu quả khi tấn công đoàn xe bất động. Lực lượng phòng thủ Ukraine còn sử dụng xe tăng tham gia trận địa phục kích. Các kíp lái Ukraine thường dò xe tăng trên tuyến đường mà lực lượng Nga có thể đi qua. Họ tắt máy để giữ yên lặng và dùng lò sưởi nhỏ bằng dầu hỏa để giữ ấm động cơ giữa trời lạnh, giúp tiến trình khởi động lại xe nhanh hơn. Chúng tôi giấu xe tăng trong hàng cây và đợi họ, binh nhì Rebenov nói. Trong một trận phục kích, đơn vị của Rebenov dừng cách vị trí đón lõng gần 5 km ngoài tầm bắn trả của đối phương. Họ phối hợp với binh sĩ vận hành UAV, người này báo tọa độ mục tiêu mà đơn vị Rebenov không quan sát trực tiếp được. Khi đoàn tăng thiết giáp Nga chững lại vì chúng mìn, xe tăng Ukraine khai hỏa. Binh nhì Rebenov cho hay, các đoàn xe tăng Nga có rất ít cơ hội khi rơi vào ổ phục kích. Chúng tôi đã phá hủy rất nhiều khí tài của Nga, Rebenov nói. Sau trận đánh, nhiều xác xe tăng và thiết giáp Nga nhằm giải rác trên cánh đồng quanh Ukraine do chúng mìn, đạn pháo hoặc tên lửa chống tăng. Quân đội Ukraine cho biết, Nga mất ít nhất 130 xe tăng và thiết giáp trong nỗ lực tấn công bất thành.
Các chỉ huy Ukraine cho rằng Nga mất quá nhiều xe tăng và thiết giáp để mở các đợt đột kích vào Uleda, khiến họ thay đổi chiến thuật và chỉ dùng bộ binh để gây sức ép. Một số blogger quân sự Nga cũng bày tỏ giận dữ sau nhiều trận đột kích bằng tăng thiết giáp bất thành, đổ lỗi cho giới chỉ huy khi áp dụng chiến thuật sai lầm. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.